Nè, có mọi người hỏi anh số ít tương tác cái chuyện này nè. Bây giờ có rất là nhiều kênh đang tấn công cái Hồng Loan, bia xấu Hồng Loan, Hồng Ni, ta nói xấu cái này kia đó, là anh cho xíu lời khuyên đi. Quên mấy người đó hả? Giờ anh khuyên cộng đồng nên làm cái gì, hay là có nên im lặng, hay mọi người rất là hoang mang, thấy không, cái tâm lý không có vững Nó vàng có á. biết thế này nghe không? Nó thế này, bây giờ mình không có dám nói ai mà thương Hồng Loan thật hay thương Hồng Loan giả, mình không có biết. Tại vì trong lòng người ta là mình trong mình dò sông dò biển, đâu ai dò lòng được người ta. Nhưng mà theo theo mới nghĩ á, những người yêu thương Hồng Loan đến với Hồng Loan thật sự đó là không bao giờ quay xe Hồng Loan. Còn những người mà chờ có cái drama gì lên quay xe, nhưng mà nghĩ đó là người ở bên kia, người ta trái hàng thì vô ta nằm dùng, rồi người ta khích ta quay xe Hồng Loan, rồi người ta mới tuyên truyền người này tuyên truyền người kia để lôi kéo nhau để mà coi như quay xe. Mà mấy cái đó thì nó anh nói em nghe thế này nè, cái lời khuyên ví dụ bây giờ mình khuyên cái người tin tưởng mình thì khuyên người ta nghe, còn cái người ta có mua đồ đó cho mình 1.000 lời khuyên người ta cũng không có nghe thì thôi. Cái gì để cho tự nhiên, dàn thiệt thì dàn thiệt mà dàn giả là dàn giả. Thật sự mấy người có những trên mạng em thấy không, đang lên cỡ nào cũng ủng hộ Hồng Loan, không bao giờ, thề không bao giờ quay xe. Còn những người quay xe bây giờ đâu có thấy, thấy có những người nè trên YouTube đó binh Hồng Loan rồi đi thẳng chửi nêu tên nêu tuổi, cuối cùng họ quay xe. Nhưng mà em, ý kiến của em là vậy nè, tại vì á, mấy cái kênh đó là người ta làm truyền thông, anh hiểu không, người ta Thì đó, phải làm nó sâu sắc hơn, nhưng mà làm cho em nó ơi anh nói cho sôi em nghe hơn. thế này nè, tại vì không biết cái thời đại bây giờ với cái thời đại của anh nó anh có Em, lỗi cái độ thời tuổi hay của em là vậy nè, người ta làm truyền thông, người ta muốn đánh lên để người em ta nói kêu những anh cái đó. hiểu, em nói anh hiểu hết. Tại cái câu đánh anh thì anh rất thông minh, khi em nói câu đầu anh hiểu câu sau của em, tức như họ theo thị hiếu, Đúng họ rồi. làm vì tiền. Nhưng mà em nên nhớ kỹ, tại vì và anh không dám nói, anh không nói dám nói ra cái vấn đề mà cái cuộc sống ở cái thời đại nó khác nhau. Nhưng em vì tiền đến một lúc nào Tại cái kênh của ta chuyên về làm về cái đó không, nè. Hết cái thì chuyện này ra, chuyện này xong xuôi khép lại, người ta sẽ tự đi tìm cái chuyện khác để người ta làm thì cái đúng gì rồi, cái đó là cuộc sống, tại vì cái đó cái đặt cái nghề của người đó đó ta. đó là quý nhưng cộng đồng mạng cũng đừng hoang mang quá. nhưng mà cái nghề có biết không, nghề nào cũng là nghề, nhưng cái nghề phải có lương tâm. Cái nghề không có lương tâm họ không có tồn Đúng tại. rồi, đã nói yêu thương là phải có lương Nói tâm em trong nghe, đó. cái nghề mình phải nghề lương tâm. Bây giờ bất cứ một cái người mà đi đi làm vệ sinh cũng là cái nghề, đúng không? Nhưng mà cái nghề nó phải kèm theo cái lương tâm. Chứ không phải nghề mình, bây giờ tự nhiên cái nghề mình người ta làm đúng rõ ràng như vậy mà mình nói sai. Mình nói ta làm sai. Không có lương tâm thì ta có tồn tại hay không? Có tồn tại hay không? Tại vì mỗi một cái thời đại, nhưng mà mỗi một người một cá tính, một cái tư tưởng của một người, một cái tâm của một người, có tâm thiện tâm ác. Tại có những người trong người mình có hai cái tâm đó con, một cái tâm sáng và một cái tâm tối. Nhưng mà mình để cái tâm tối nó chiếm riết, nó chiếm 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 riết cái tâm tối mình, nó chiếm luôn cả cái tâm sáng mình, rồi là con người mình coi như là vô minh. Bây giờ lời khuyên cho mọi người thì mọi người hãy sáng suốt lên nè, với lại tin tưởng, với lại là mình cũng đừng có Cái hoang mang, thấy không, hoang tại mang cái gì vì nữa bây giờ, khi mà mình đến cái phải tìm hiểu trong cái pháp luật như thế này thế kia thế nọ, thì mình đừng có hoang mang, tại vì chính bản thân mình bị rối độ hình, có dựng lên chứ, đi chiến tranh mà đi rối độ hình, đằng kia nó bắn cái tùng để bỏ chạy đằng sao được, phải vững vàng lên để mình chiến đấu. nếu mà mấy cái kênh đó làm mình hoang mang quá mình đừng coi Trời là ơi xong. mấy cái kênh đó họ nói gì, họ nói gì, họ nói gì, Họ nói để cho mình nghe, mấy bên này đang coi họ có tiền, đúng rồi, cái đó là sự thế thật mấy bên này mà. anh không có thèm nghe đâu. Những cái kênh hồi xưa anh nghe bây giờ anh không nghe, vừa thật tới anh bỏ đi cho anh cho lướt qua, anh không nghe nữa. Tại vì mình có trí tuệ, mình phải nhìn biết được cái sự việc, họ đâu có làm cái gì mà mình đi lôi theo, mình đi lỡ cuốn theo họ. Họ mình cũng là mình thịt Họ cũng y chang mình thôi, mình thôi, cái thông tin họ cũng như mình thôi, đó nhưng mà cái tại gì người đó ta nó hơi quá họ nói dốc, lung họ manh nói lung. nó nói chung là nó thật, má nó thật với con là nó nói chung thế này là nói láo bằng tiền đó. Giống một cái ông thầy bói, như bữa anh coi thầy bói nhiều người nói lắm. Nói dốc nói láo bằng tiền đó con, Thì chứ không có gì hết trơn rồi. mình phải thêm mắm thêm muối nó mới hay câu văn Má mà. ơi má còn nặng vai không,
mấy bữa nay hết rồi, hết nặng rồi. Má cũng nói là ông đừng có đi theo rồi đi, nhưng đừng có làm nặng vai nặng giá nữa. Cách mấy đây mấy đêm cũng gặp cậu nè, nhưng mà nằm ban đêm mà cậu không nói chuyện gì trơn á, cũng có đi chung đó. Khi nào anh nhớ anh năm quá không hay là sao, anh mới nhớ là những cái kỷ niệm. Trời anh cũng ngon lắm lần nhớ. Nhưng mà cái bài hồi sáng của biết cái bài hồi sáng á mà em đọc, anh đọc á thì anh đọc nữa chừng anh ngưng anh mới đọc nữa. Những cái đoạn mà Minh Anh viết là người âm thầm sau lưng á, âm thầm sau lưng á, là tự nhiên mấy cái chỗ đó tự nhiên cái anh ngưng anh không có ca nữa. Cái nội dung Minh Anh viết hay lắm, nhưng mà cũng có đó là cái ca bài đó là cũng phải vững tinh thần, buồn buồn mà ca bài đó là ca mất công là rơi lệ, nó có nhiều cái rơi lệ mấy ông. À, rơi lệ nhớ anh Năm nè, rồi rơi lệ luôn cả cái sự hy sinh của mình đó. Ông tính ra là tình yêu hương của anh cao cả đấy chứ. Trời ơi chứ Ai mà sống mà bốn mươi không sáu gì bốn bảy tiền, không năm gì vật chất. Bây giờ chưa hổng anh Năm một lời nha, càng hiện đại nó càng gì tiền. chưa hổng đầu đồng ý là má lớn tuổi hơn cậu đó, nhưng mà chưa hổng nha, cậu có kêu má bằng mày chứ chưa bao giờ má kêu cậu bằng mày, ông với Linh không à. Hết rồi, Thôi thì chuẩn bị đi, xíu mấy giờ rồi, mình sớm mười mình một nấu giờ nhâm mười cốc nữa đi rồi mình mười lên. một giờ đó thì cái gì nó cũng đến, có nợ nần thì nó cũng đến ngày trả hết. Thì trả 13 năm xong nghỉ được năm cái trả tiếp, nhưng mà trả sau này thì trả những cái chuyện mà giúp cậu xây nhà quán xuyến này kia nọ, chứ không có cực như hồi đó. Nhà năm ngày xưa là nhiều ca sĩ ở lắm hả? Nhà anh Năm là có ai, chỉ có Lâm Hùng nó lên đây nó có nhà cao, cậu mới cho tiền đi học ca ở đó. Còn cái người mà ở nhiều nhất Ai là con mẹ Lâm Khánh Chi, má vừa xây cái nhà đó xong 2005 là ở trên lầu, cái lầu lầu một lầu hai là nguyên một cái phòng của bà. Bà đi hát tối đêm nào bà cũng về, bà rần rần rồ rồ gì đó đó. Mà cái con đó thì nó thôi con ơi, chích thuốc môn nhiều quá nó bị nó dối lâng lâng não. lửng lửng đó trên trời trên đất gì không, má cũng có nói tới thì kệ đi. Nó cũng thì cũng con đó, nó cũng kêu má bằng má không đó, đi đi Thái Lan lần nào không có nói đâu, là cũng kêu bằng má không á. Nhưng mà bả thì thôi coi như là nó gọi là gì ta, có những cái câu họ nói đem má ơi bà ưa dùng lắm không, nó tợt xuống mương lắm con ơi, nó tợt xuống mới bỏ hai câu đầu nha, nó tợt xuống mương lắm. Thôi không nói nhưng mà cũng dễ thương. Còn ai nữa không? Ngô Quốc Linh, Ngô Quốc Linh thì Ngô Quốc Linh ở đó đi phò Lâm Chính Chi, đi theo phụ quần Vậy sau này áo. cũng nổi Trời tiếng ơi, một cái hay tội nghiệp cũng hiền lắm. Cũng mất trong mùa dịch, nhổ răng mà mất đó em. Nhổ răng nhiễm trùng mất đó. Đó. Nhiều lắm con, nghệ sĩ ở đó nhiều lắm. Nhà cậu ở đó, nhà cậu thì cứ ai muốn lên ở thì ở à. đúng Cậu dễ rồi, mà cậu nhẹ dễ dàng lắm. đúng rồi, nhiều người làm cái lực xíu tưởng mình là thánh thiên hạ. Đó, cái gì cũng biết nói như như đúng rồi á, cầm đèn chạy trước ô tô đó, cứ nói như mình đúng rồi á, mà giỏi quá đi làm luật sư hết mẹ ra rồi đi, mà làm ngồi đó nói rã rã làm gì. Thôi chuẩn Rồi bị má chào mọi chào các người, con uống nha, bia cho má mọi người cảm ơn ngủ. con, các con theo dõi má, chúc các con ngủ ngon nha. Sắp tới thì chắc là chỉ quay mấy cái clip vui vui ngoài Vui chợ mua thôi, bán rồi này kia vài thôi, bữa thì má cũng không còn quay ra má làm cẩm thạch nè, má khâu cẩm thạch rồi quay cho con cho các chứ con cũng không coi. còn chuyện gì để tâm sự với mọi Hết người tâm sự nữa. rồi, chuyện đời của má hồi còn nhỏ bé tí ti rồi cũng lớn lên rồi, tới tới giai đoạn của cậu rồi cũng hết chưa, hết trên triệu rồi đó. Bây giờ có cái chuyện nào đó chỉ có cái À, chuyện cái chuyện tiếp theo là nên ủng hộ Hồng Loan. Hồng Loan là như tính mở mỹ phẩm hay gì phải không? nghe nó đang mở một cái nữa kìa, Mà em nó mê kệ em đi đó. con nó mở đi, tại vì nó cũng nặng gánh mà. Bây giờ nếu mà mở được con cái là bị chia ra đó, bây giờ chia ra ví dụ như sau này làm được có chia cho mở một cái cho bùm bùm nè đúng không, rồi mở cái cho Mỹ Mỹ, rồi mở cái cho chồng, mở cái Hồng Loan, rồi ăn nó ăn yên của kinh tế. Má chào các con nha, các con ngủ ngon nha, cảm ơn các con nhiều theo dõi má.